Hello, Anthony xin chào mọi người nhá. Anthony đã phát hiện ra một con kỳ nhông đang ngủ trên cánh mai đó. Trên người nó vẫn còn những giọt mưa đọng lại này đó. Đấy, nó rất là hồi hộp vẫn đó, tim đập đó. Đấy. Con kỳ nhông này cũng rất là to nha đó. So với lại bàn tay của mình đó. Thì rất là nhỏ so với lại của con kỳ nhông nha. Đấy, đôi khi vuốt đuôi nó cũng là đó. Đó. Ban đêm chúng rất là dễ thương, rất là hiền lành nha. Đó, đây, đó. Thôi Atashi để cho con kỳ nhông ngủ nha. Atashi sẽ đi kiếm con kỳ nhông khác nha. Bye bye. Xin chào mọi người nha.